Missä on jäkki? Ah, soi, okei, okay, niin on. Ông nào biết chỉnh cái OBS không? Không biết là gì? Là cái phần mềm để livestream ấy. Ồ, chưa dùng qua bao giờ. Ờ. Tôi chưa xài cái đấy bao giờ. Kiểu máy tôi ngon vãi ra mà kiểu lên OBS nó cứ kiểu hơi bị giật giật đấy. Tôi có phần mềm khác nữa. Không, mà stream không có mặc định rồi. Không có loại mặc định YouTube, không có. Có nhưng mà kiểu nó không phù hợp ấy. Hôm trước chỉnh một lần rồi cũng thấy mượt mượt rồi mà hôm nay này. Cần một cái búa thôi mà đau cổ chứ. Tôi nhớ cái búa cái đoạn chapter 4, chapter 5 lại rơi liên tục. Bây giờ tích rơi nữa rồi. Tôi chưa thấy cái gì. Ê, hỏi tí cái đồ mà nó có viền trắng ở ngoài là cái gì? Đồ viên trắng ở ngoài là sao? Nó hiện ở khi drop hay là ở Khi trong ba drop, lô? khi drop có cái viên trắng ở ngoài này. Là Ở ngoài là lúc khi drop ấy. nó vượt item level, vượt cái map. Nó sẽ hiện cái màu trắng ấy. Nó sẽ hiện một cái viền. Ok. Được ạ. Cái web pay nó không có ấy nhỉ, nó không có cái visa nhỉ. Xong go to map, Thế là có cái gì đấy? Không có nạp một visa còn nạp một cái gì nữa chứ? nó là PayPal. Vậy chứ? Lần nhằn thật. Thế hôn lâu lâu rửa trứng đấy quá. Từ đã đầy lạp rồi. Tôi bắt bao nhiêu một cái vậy? Season Pass à? Season Pass là Chị sẽ phát là gì? hiện tại đang là 15 đô. 15 đô à? Nó là đắt so với mặt bằng chung nhỉ? Ừ, đắt gì? Thôi một mùa là mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng, à 3 tháng cũng không đắt. Tưởng kiểu một mùa là 1-2 tháng thì Cái season pass bên POE nó còn ấy cơ. Nó còn 30 đô ấy. vậy chưa?
vẫn học được. Thôi chết rồi. Vậy ban lại đâu có tiền chứ. Máy của ông nào kêu thế? Kêu ò ò luôn này. Rất là quạt đấy. Cái Ừ. người máy đấy. What the hell? Mày các ông đã chơi thử cái cọc Totem à? à. Chưa. Chưa có thời gian thử. À. Cái đợt Glow Beta 3 tôi tham gia muộn quá. Tôi chỉ chơi được build này thôi. Cái Totem tôi cũng chưa thấy chúng nó.
Cái đấy đấy, cái dìu đúng không, cái dìu một tay đúng không, Ừ. cái đấy ngon đấy. Chả lẽ chuyển Miễn Class sang Rehan chơi. Điên này. Ông bị gật giả hơi à. Drop dị vậy. Trôi lắm. Skill suy thích rồi kiểu gì ấy. Kiểu đấy. First of the bắt đầu chuyển sang Whirlwind Convert, Good Fire. Ô, bị kẹt. What the fuck? Hơi bị đau đấy. Thank you.
Phải, đam có vẻ hơi thọt đấy. Thử chuyển sang flame slash này. Đi câu chuyện chưa? Xong rồi. Giật à? Ơ, em chưa kiểm tra lại. Từ từ đã xem. Không biết bị vấn đề gì không? Từ nãy bị từ lúc... nhỉ. Bị giật thật kìa. Bị giật thật kìa. Điện đéo sao nhỉ? Tao có kinh nghiệm mấy cái OBS này. Tao có kinh nghiệm mấy cái OBS này. Tốt nhất thì chuyển sang cái mới. Tiếp lại. Đây từ đâu? Fuck. Xem giờ chim nó bị giật 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 đấy. Nãy không giật đúng không? Nãy không giật đúng không? Chưa biết nguyên nhân vì sao.
chết mẹ rồi, sao chi bị làm sao rồi. Giật quá. Để reset lại phát. CVT là chết, mình vẫn chưa qua được cái nhiệm vụ này. Chắc lúc nữa tôi đang đi ngủ. Lên elemental bắt đầu rớt từ bác rồi, từ nêu bao nhiêu rồi. T4, T4. Đợt đấy nhiều đồ cảm giác một chỉ cần áp thì thôi là nó không bị khỏe nó bao nhiêu một không một cục giá đi một cục mà mình không mua được. Vật vã ở tier 3, không kiếm được cục thì đánh tiếp. Đánh mãi chả ra, chả rớt. Tìm chết rồi, ít máu quá, nó gõ hết đi. Đang xem vừa ấy vừa để ý cái livestream không lè. Cái sao nó bị giật ạ? Đang ngồi vừa xem search cách fix. Đồ má. Chắc xung đột gì đấy. Cách phổ biến chắc là xóa đi cây lại. Lo mạng rồi, chứ lúc nãy xe lúc đầu tiên có bị đâu. Nhưng mà nó cho tập liên tục vậy.
bị lớp cái move and speed khi mà sử dụng cái whirlwind khó chịu phết, nó kiểu mất đi cơ hội mình để mình né tránh. Đồ bây giờ hiếm cực kỳ luôn. Một đen và nữa là có Herochay gần cuối rồi. Anh em xem lại hộ phát xem còn bị giật không?
Làm ăn mà Không làm gì. không thích làm gì. Hello, hello, hello. Mãi không biết bị làm sao. Từ pha crash trước máy như có vấn đề vậy. Trên CBT là kiếm nó lâu kiếm kiểu kéo cùi nhưng mà tầm hơn 100 năng lượng nghĩa là tao thì là thao hồ lắp skill được nhưng mà cùi kiếm năng lượng công kia 62 không cho một cái chùy co nào trước mình cứ rơi là la liệt mà là em chơi xuống rồi ôm trên mô tô tôi đang chơi mô tô mà không ai kêu này CVD mà nó rơi 4-5 cái chỗ này được chơi nhiều lắm giờ chưa thấy cái nào trong số có bán thì sao ông được market chưa mà là gì ở chợ đen hay chợ ở chợ giao dịch là giao à, dịch chưa hay bao nhiêu bởi nhỉ tiền rất là 60 nó có rồi nó có ngay clip vào đầu nhưng mà thấy ông chắc đi ông bảo là
cứ để lên level 68 thì roll kiếm Đâu, kiếm 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 cao hơn. tùy vào cái đồ mà ông mong muốn ấy. À, Cái đồ mà require level của ông là bao nhiêu ấy? sao giao dịch cơ, nó bảo sao giao dịch cơ, năm năm nó có giao dịch làm gì nữa. Mở ra nó không có chỗ vào sàn giao dịch, là nói chuyện thôi. Sáu mươi. Sáu mươi chứ phải không? Chả biết nữa. Sáu mươi mà. Cái bản update nó hình như là 60 mà. Nâng giới hạn. Lên 60 à? Ấn vào cái góc ấy, ấn vào góc xem ấy, nó sẽ báo là vào. Nhìn dễ hơn. Đồ đâu đâu. Steel. Steel Fox. Cái push for hero là mình mở được nhân vật mới à? Cái gì cơ? For hero này ở trong một event ấy, đủ 100 điểm hay 200 điểm đổi À cái ừ. tree mới của Zoga. Đúng Nghe nó rồi. khác Zoga nhưng mình đọc là Zoga nhưng mà chính nó là Yoga. Yoga stream mượt rồi, ngon ngon ngon. Có sao vẻ như như đã khắc phục rồi. Anh em lên chạy map đi, kiếm đồ đi. Đồ cặp đồ của nhau trao đổi tí nhỉ. đã tới đâu. Đâu, tôi đang đầu hàng năm rồi. Có trao đổi trực tiếp không nhỉ? Kiểu người với người nhưng không qua chợ. Không không không. Ừ. Vãi đều nhỉ? Ở cái đấy tù vãi. Chẳng có nữa phải cập nhật thôi. Điên à. Giao dịch trực tiếp thế nhiều quốc gia nó cấm à. Có thế đấy à? Vãi chưởng. Cái giao dịch trong game hạn chế đấy. Ui, tôi nhặt được một cái million rồi này. Đâu đâu cái gì đấy, Nhặt được xem cái xem. interlock này. Ôi bạn ơi, để dành cho tôi với. Đừng bán vội, anh em trong nhà dùng. Giờ bán là chúng nó mua gắt đấy. Vì Bán gắt đồ lắm đấy chứ, mua à, chúng nó mua ngay. gắt cực kỳ luôn. Lần trước thấy ở CBT có thằng treo 150 cơ, sợ Điên này, không sẽ nghĩ cho chắc không 50. dám không đến đấy đâu. 50 FPS Điên là mở đảo cho ra 50 FPS, đắt thế. Cái xong sử dụng gì interlock mà cũng sai cây. 100 million dam mà. Làm gì mà đắt thế? Em biết nhé, đợt đấy xong sử dụng gì cũng đúng 2 cây. Hãy chưa. Runeterra 96.
Thấy mấy ông bên sale phải chính toàn bảo lên tầm 7x chuyển sang Curse Flame. Không hiểu lắm. Rõ cái đấy thì không thấy có chỉ số về minion gì cả. Chưa hiểu lắm. Tại sao lại chuyển sang cái ấy? Curse Flame á? Là cái gì nhỉ? Curse Flame. Gây tích 2 sát thương 9% trên 105 cộng 150 là được bao nhiêu nhỉ? Hơn 20%. À tôi có cái kiếm này 17% gây tích 2 kích hoạt multi strike. Nếu cộng vào cái skill đấy chắc cũng được gần 50% ảo vết rồi. Cái multi try như thế nào nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu cái multi try nhá. Ông nào đang dùng bản tiếng Việt đọc cái đọc cái tiếng Việt tôi hiểu ấy. Kiểu nó phải nó gõ một lần nhưng mà gây gam bằng 3 lần. À. Crit trên bản khác. Crit trên bản khác thì crit. Ừ. Thế giống multi try của POE à? Thế tôi chơi POE, tôi chơi POE cũng chẳng biết thế nào. Đây là nó khác chứ. Ừ, tôi phải nghĩ nó khác chứ. 50% khi kỹ năng khi kỹ năng được hỗ trợ đánh liên tục này. Ok, final call. Văn Han này. Ồ, 2 cây này. 2 cây này là cộng 100% sát thương khi bật qua cry. Từ khi nào cần Văn Han hết một đôi là một đôi bán được một đôi luôn. Cứ mỗi 1% phần cứ mỗi 100% tỷ lệ đánh liên tục thì sẽ là thêm một lần nữa. Có nghĩa là thành 3 lần đánh. Ồ. 100% tốc đánh chứ, chắc là tốc đánh. Ở đây nó ghi là nếu xác suất để gây ra cái multi strike này là vượt quá 100% này thì cứ mỗi 100% nó sẽ thêm một lần đánh nữa. Thêm 100% chủ yếu gì? Thì ở đây cái viên này đang ghi là 150% rồi, có khả năng kích hoạt rồi. Hôm trước chơi thử leveling Kaio ở cái nhánh Nine Link nó cũng có cái multi try mà không biết như nào. Có ông hỏi mình cái multi try tại sao lại không lấy multi try, mình bảo không hiểu rõ. Không hiểu rõ cái multi try đấy. Đồ đâu đâu áo trên núi thật là đồ đâu what the fuck mày trả bù chưa à đây đồ đâu đâu thật Rehan chơi đồ ra đồ Summoner chơi Summoner thì ra đồ Rehan chứ đồ gì bằng map đua mà đam bé hơn hay kiểu này chắc là nó kích thích trao đổi đấy. Nào chơi game nào thì ta đối với cho người ra đồ đấy. Alo. Alo. Đúng rồi bạn ơi. Phải. Ông nói gì đi. À, bên nào bạn nhỉ? Bên nào thì số của mỗi phone đấy. À mình nghe ok. Sao cái con pet nó đi theo mình ấy, nó có tác dụng gì không anh em? Nếu bạn
Bạn nạp tiền mà nó sẽ có tác dụng, còn nếu không nạp tiền nó sẽ không có tác dụng. Có kỹ hiểu chưa? Không làm việc thì đấy, sao chỉ là trải tiền? Nghiệm thôi. Nếu nạp tiền rồi nó sẽ thể hiện sức mạnh của nó. Nó đi nhặt đồ. Còn có cái đường đi bình thường là đéo được cái gì đúng không? Thế thôi. Đúng rồi. Nhưng mà kéo được con Legion đi thì cũng chiến. À, được quả kiếm 5x quá vít pro luôn. Thế rồi. Rất thú vị. Cứ tìm xem. Hay mình cộng thử và đánh tỷ lệ rơi đồ xem thế nào. Tỷ lệ rơi đồ giờ đầu có đích gì đâu, cứ bẻ sau đấy đi. Nè và Linh cộng vào làm gì? Còn sớm cộng vào làm gì? Lên map ấy, lên map bắt đầu cộng. Có cái từ cộng hức với đam. Và đồ tím tím mụn hơn thật sự thì chạy thiếu mana rồi. Nó cộng một điểm thôi mana không. Ui trời.